mừng các chú các anh rất nhiệt tình từ Hưng Yên lên đấy các bác. Cái cầu loa đấy cái cầu này nó sẽ như là mà bát bát riêng chép riêng, nhưng mà nó được nối vào bởi cái sợi đồng này rồi, thì mình đấu chỉ cần một âm một dương thì nó sẽ chơi cả bát cả chép. Chuyên thức của nó phải đấu tinh tách như thế. Đấy là dành cho những người mà chơi chuyên nghiệp. Tối muộn là đã có rất nhiều các bác và anh em ở Hưng Yên đến ủng hộ chúng em. Hiện tại thì các bác và anh em đang nghe đôi loa DSH1500 và trầm TGD và nguyên một dàn đẩy đèn vang và mic không dây lên tiếng. Có ba ngân hàng, anh chuyển ngân hàng nào cũng được. Trên là Tích, ở trên là Vietcombank, dưới là Nông nghiệp, ở dưới là Tích. Đây Tích công anh rồi, công thương rồi đúng không? Vâng. 80. Hát như ca sĩ luôn. Hát như ca sĩ luôn. Bắt nhạy lắm. Thế em cùng nào vào đơn chuyển hết nhé. Ừ, cái này là đúng rồi nhỉ. 40 thôi, mai tối. Ra tên chưa anh? Đấy. Chỗ đầu làng đó là nó bắt phải test Covid nó mới cho vào đấy. Ờ thế à? Ờ. Đi đường chân chứ không phải test. Thôi, con cái đường nào? Đi xe con thì đi đường đường D xuống hả chú? Đường trên cổng Hòa Phát. Cổng Hòa Phát à? Là cổng Hòa Phát. Được được ạ. Cứ đến thôi được rồi, cứ đi mai mai đi thì em sẽ gọi điện trước cho anh. Dạ vâng. Vâng vâng. Em cảm ơn anh với các chú nhá. Đấy, đêm hôm rồi mà các chú các anh rất nhiệt tình từ Hưng Yên lên đấy các bác. Cảm ơn các bác và anh em. Địa chỉ như mọi khi 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội các bác nhá. Buổi tối muộn rồi nhưng mà các bác rất là nhiệt tình đến ủng hộ cho chúng em. Các bác và anh em có nhu cầu có thể mua sắm những thiết bị karaoke thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng em nhé. Số máy ở trên màn hình nhé. Đây, cái bộ này thì mai, ngày mai anh em chúng em sẽ mang về lắp đặt cho anh.